Dạ, lời đầu tiên con xin được kính lời chào đến bác Nguyễn Nhân cùng các vị ở ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng như là các vị thiện nam tín nữ có mặt trong buổi hỏi đáp ngày hôm nay. Con xin tự giới thiệu, con tên là Vũ Đặng Bảo Toàn, 46 tuổi, hiện con cư ngụ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Con đến đây có một số câu hỏi mà con chưa rõ thông, con xin bác giải đáp cho con được rõ thông ạ. Rồi con hỏi đi, bác trả lời hết à. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi. Câu hỏi số 1: vị thần Kim Cang có nhiệm vụ bảo vệ một vị Phật, vậy vị thần Kim Cang này ở đâu trong vũ trụ thưa bác? Không phải trong vũ trụ mà trong trái đất này nè. Thần Kim Cang là một cái vị thần mà được cái loài thần á, tuyển ra trở thành là một thần Kim Cang. Thần Kim Cang giống như người ở con người, loài người của mình đó, tuyển trong nhân dân người nào đẹp trai nhất, mạnh giỏi nhất để bảo vệ mấy lãnh đạo quốc gia. Thần Kim Cang là vậy, nó có cái sức mạnh và tuổi thọ đầy đủ. Không phải vì tuổi thần á, thần là 500 năm, mà ông này phải đúng 500 năm, nhưng mà phải có cái tư cách. Ngày xưa làm phước thiện phải có cái tư cách thì mới được làm thần Kim Cang. Còn nếu mà không có đủ tư cách thì không làm được. Thấy không? Tất nhiên mình thí dụ giống như người bảo vệ quốc gia, bảo vệ lãnh đạo quốc gia, thì cái người cũng người dân nhưng mà ưu tú, đầy đủ đức hạnh, phẩm hạnh, thì người ta được vào trong cái tuyển này. Thần Kim Cang nó cũng làm bây giờ bảo vệ chánh pháp Thiền Tông không phải đơn giản đâu. Tất nhiên cái thần Kim Cang này là anh phải có cái lực, người ta đánh anh không được á, gọi là Kim Cang bất hoại. Con hồn nó sợ anh đó, thánh nó sợ anh đó, thì người ta mới tiễn là thần Kim Cang. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin được hỏi câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa bác, thì phải tu trì làm sao mới được làm thần Kim Cang ạ? Bây giờ đó, ở thế gian này con cũng là con người, nhưng mà tu theo mật chú á, mà tu rất nghiêm mật và có cái tư cách của này là rất trung thực, mà không sợ bất cứ một cái đối phương nào, một cái thế lực nào, thì mới được là trở thành thần Kim Cang. Thấy không? Giống như ở thế gian này á, người ta tuyển anh vào trong cái ngành nào á, mà gọi là đặc biệt nhất, ta phải kiểm tra anh toàn diện thân thể anh, là đồng thời về năng lực, cái học của anh và cái tư cách của anh đạt, người ta mới công nhận anh vô đấy. Thần Kim Cang nó cũng giống vậy, thần Kim Cang cũng phải tuyển một cách rất là trung thực, và cái ý chí anh có vô đèn có thấy mấy ông là thầy cúng có ăn không, mấy người cúng có ăn không, vậy đó, phải vậy đó, gọi là phải trung thực. Muốn đạt cái tiêu chuẩn này thì vị thần đó phải đạt được cái tiêu chuẩn ưu nhất 10 trên 10 hết. Cái phần nào cũng đạt 10 trên 10 hết thì mới được gọi là thần Kim Cang. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Người tu Thiền Tông trước khi mà họ muốn đi chơi đến một nơi nào đó thì họ hay ngủ mơ thấy ác mộng, có phải là do họ lo sợ và sử dụng cái tưởng của tánh người, nghĩ tưởng nhiều nên hành ấm chở đi mới mơ thấy, hay là vì lý do gì khác thưa bác? Tất cả những người mà hiện tại mình nằm mình mơ thấy này thấy kia là do trong cái tàng thức mình nó trỗi dậy. Bởi vì mình sống ở đây bao nhiêu tỷ năm ở đây rồi chứ không phải đó. Rồi những cái gì nó nổi cộm lên thì nó nổi lên, thì mình mới thấy cái này. Đó là do trong cái tàng thức mình nó nổi lên mới thấy, thấy không? Giống như trong cái túi anh đựng cái gì trọng tôi không biết, nhưng mà lâu lâu nó nổi lên là cái gì anh có trọng nó mới nổi, chứ không có làm sao nó nổi, thấy không? Ý nó là vậy, trong tàng thức cái gì nó mới nổi lên cái đó. Bởi vì ngày xưa anh đã gặp những cái hoàn cảnh này rồi thì bây giờ nó đã chôn trong tàng thức, mà bây giờ tự nhiên nó nổi lại. Có nhiều khi hiện tại và có nhiều khi nhiều đời trước. Rồi hỏi tiếp đi. Con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, người tu Thiền Tông
không nhận ra được tánh Phật thanh tịnh của mình, cũng không tập được thanh tịnh rỗng lặng hằng tri, chỉ lo tạo công đức khi chết có giải thoát được không, công đức có bị bôi đen không? Bây giờ giải quyết cái vấn đề này nè. Cái công đức bị bôi đen là mình chấp hay mình làm với cái gì đó mánh mung á thì cái công đức bị bôi đen, thấy không? Còn cái gì thanh tịnh rỗng lặng hằng tri, mình học cho biết là thấy nghe nó biết thanh tịnh rỗng lặng hằng tri thôi, chứ không phải quan sát nó, không cần cái này. Hồi xưa mình không hiểu, thì bây giờ mình hiểu thôi. Tánh Phật nó thanh tịnh, cái chuyện của tánh Phật, thấy không? Còn mình mang cái thế giới, mang cái tánh con người, phải lo về cái tánh con người nè. Mình lo cái tánh con người nè. Rồi bây giờ mình hiểu cái ông Thánh, ông tác động như thế nào về tánh con người nè, mình lo hai cái này nè, là đúng thôi. Chứ còn không cần thanh tịnh rỗng lặng thì đây là cái tự nhiên tại mình học cho biết thôi. Thấy không? Giống như điện nó cháy, hồi trước mình không biết lý do gì nó cháy, giờ mình biết điện nó cháy, cháy chuyện của nó, tự nhiên lo nó chạy chi, nó cháy chi kể đó. À, mình học này học bằng trí tuệ, phải học bằng khoa học, là vậy. Học thiền tông phải học bằng trí tuệ. Thấy không? Những cái chuyện gì bây giờ mình đang mang thân người, phải lo cái thân người nè. Mang cái tánh người, phải lo cái tánh người có tham không nè, hay là có kiến chấp không nè, mình lo cái chỗ này nè. Đó, mình phải lo vậy cho đúng lời với cái... với cái phần của người tu thiền tông. Đừng có lo bao đồng, lo bao đồng nó lạc vào bên ông Thánh, ông Vũ mình đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, có phải 36 vị tổ luân hồi mãi theo dòng thiền tông hết đời Phật này đến đời Phật khác không, thưa bác? Không phải. Tổ là cái gì? Là mấy ông Bồ Tát ở trên còi hữu sắc, ở trên nước Tịnh Độ xuống đây. Một vị Phật, tất cả những vị Bồ Tát nằm ở trên đó xuống đây yểm trợ ổng. Ổng trợ ổng để đi về. Bồ Tát không phải nhỏ đâu. Nhưng mà tại ta không nói, mình xuống đây đóng vai tổ thôi. Chứ đâu phải bị gì thành ra ông Phật, ông hiểu này, đời nào, ông nào làm gì ông biết. Là ông hiểu ở trên. Nên Bồ Tát là có phước nhiều để mà đi theo cái dòng thiền tông này. Chứ không phải là mấy cái ông vòng vòng để đâu coi. Bồ Tát hết, tất cả là Bồ Tát hết. À, cái dòng thiền tông đi như thế nào, mấy ngàn năm như thế nào, thì Bồ Tát phải bổn phận. Ông này nói ông kia nói ông nọ, tất cả đó là Bồ Tát hết. Vì thế mà trong trường hợp có ông tổ thứ 12 là ông Mã Minh, ông vô tình, ông hé mở cái tư cách của Bồ Tát ông đó, thì người ta phát hiện ông, ô này Bồ Tát. Phải không? Nhưng mà ông cũng làm tin. Chứ đâu phải đi theo tổ, đi theo dòng thiền tông đâu phải là người bình thường được. Không phải như mình đi theo được, đây là Bồ Tát. Thấy không? Giờ hỏi tiếp đi. Con xin phép được hỏi câu tiếp theo. Để lưu hành được dòng thiền tông của các vị Phật ở địa cầu này từ thời Thượng Pháp đến đời Mạt Thượng Pháp thì chỉ có 36 vị tổ, không hơn không kém, có phải như vậy không thưa bác? Đúng rồi, sắp đặt tới cái triệu, nó đã đi vào nước rồng rồi là không còn tổ nữa nha. Chấm dứt đời vô đời nước rồng là gì, nó công bố nước rồng thì không còn tổ nữa. Là cái tổ sau cùng là 36 rồi vô ở nước rồng xong rồi bắt đầu nước rồng nội bộ. Mấy trăm năm sau mới được công bố ra. Mình nên nhớ là cái nước rồng của mình á, thời Trần Nhân Tông mới tới Phú Xuân Huế thôi. Thấy không? Phải đợi cho nó mấy trăm năm sau nó lần lần nó chiếm phương Nam. Phương Nam mình nên là mới 300 năm nay thôi. Đó. Vì thế mà nó có, nhưng mà ông biết về sau cái chỗ phương Nam này nó có cái tỉnh Long An luôn. Nó biết cái tỉnh Long An luôn. Rồi nó có cái áp chánh hội ở cái tỉnh này luôn, chứ không phải nhỏ đâu. Một chí toàn năng tôi biết. Thành ra cái dòng chảy nó sẽ đi từ từ, nó đi theo từ từ, nó mở mang bờ cõi theo cái con người. Thấy không? Mình phải hiểu cái quy tắc này chứ, là 36 tổ cũng hơn kém. Nhưng mà đã đến nước rồng là nước phổ biến ra là chấm dứt. Rồi từ đó nó âm thầm từ người nước rồng đưa đi. Từ người nước rồng âm thầm đưa đi không ai biết. Ông ví dụ mình cầm cái quyển giáo lý gì chứ sự thật không ai biết. Chính ông cầm cũng không biết cái gì. Nhưng mà có cái bổn phận làm phải cầm thôi. Rồi lưu truyền đi thôi. Thấy không? Vì thế mà cái quyển giáo lý này nè, ông Phật giết tới bà Long Nữ mở quá ra. Có hai người thôi. Cái thiền tông này có hai người biết thôi.
rồi xin lỗi ba sáu thì tổ chơi cho vui thôi. Ông là giáo liên thôi chứ không có biết mẹ gì đâu. Có ông nào dám nói không? Có ông nào nào nói giải thoát không? Quan toàn không dám. Chỉ ông lục tổ, ông này ông biết chữ, ông gàn, cũng lâu lâu ông hí ra chứ mấy ông biết chữ không dám. Ông này không biết chữ nhưng mà ông dám hí cái chuyện này ra. Nhưng mà ông hí về thế giới, ông nói về cái bằng là Bát Nhã thôi chứ quan toàn gì giải thoát ông không dám nói được. Thấy không? Thì ông nói ra thì nó mới xáo trộn, nó trở thành bao nhiêu thiền sư nó nổi lên. Trung Quốc thiền thư giả là do mấy ông lục tổ ông hí ra, thì tưởng đâu là tu này giỏi rồi, xuyên thiền thư xong Việt Nam, vô tới Việt Nam xuyên thiền sư tiếp. Không có đạo, không có ông nào mà chánh thức hết, tên là xuyên hết tên. Giờ còn tính thì mấy ông thiền sư Việt Nam ai phong ổng, ai chứng ổng thiền sư đây, hoàn toàn không, là tự xuyên hết. Thấy không? Giờ câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi đến với thế giới này vào dòng tộc màu vàng, thì những vị Phật trước và sau này đều phải vào dòng tộc màu vàng hay là muốn vào dòng tộc nào thì vào, thưa bác? Cái này đó, bây giờ đâu biết ông Thích Ca, bởi vì khi mà muốn ông Thích Ca nói tiếp với dòng Phật này, thì cái bên Phật giới nó có rất nhiều ông Phật. Cử ông Nhiên Đăng đi kiếm cao ở trong này, còn ông nào ưu tú nhất để chuẩn bị cho cái nấu cái dòng Phật ở đây. Ông Nhiên Đăng mới đi tìm được ông Thích Ca này nè. Thành ra mới nhờ cái sự thật điều khiển ở bên Phật giới. Năm mười ông ở bên điều khiển cho cái ông kế thừa cái dòng Phật này nè, ở đây nè. Thấy không? Không biết được. Mà nếu mà nói về cái ông Thích Ca này không phải da vàng mà ông da đen. Ông chính ông Phật Thích Ca là ông da đen. Tu nhiều, ở lăn lộn nhiều đời nhiều kiếp rồi làm cái gì? Làm cái phước thiện nó trở thành da màu. Ông Thích Ca là da màu nha, chứ không phải da đen ấy. Nó đã chuyển bớt mà. Vì thế cái người Ấn Độ á, nó màu cà phê sữa. Chứ không phải da vàng, hoàn toàn không phải da vàng. Mình phải hiểu như vậy. Một tánh Phật mà vô gặp thần chủ thế giới hỏi bây giờ đó, tôi có bốn cái dòng tộc, đen vàng đỏ trắng, muốn ở đâu? Nói giờ tôi muốn da đỏ. Ông thì nói ồ da đỏ không biết sao, bởi đâu biết đỏ đen là cái gì. Thôi tôi da đen, ông thì da vàng, ông da trắng. Vô đây gặp rồi thì phân bổ đi dòng tộc. Thầy các thần phụ tá phải dẫn về cái dòng tộc, rồi mới kêu cái ông thật, ông thắng thừa hành đó. Rồi bây giờ ông này đi vô nè, ông huấn luyện ông đi. Vô gia đình nào á, nhưng mà phải nói cho rõ à. Gan không? Gan mới vô à, còn cái thôi. Thì giữa ông là thần thừa hành lại với tánh Phật này nói chuyện với nhau, sau cùng mới chấp nhận. Chính ông Phật Thích Ca là cái gì? Ông già đen chung. Vì nó nhiều đời nhiều kiếp nó thành da màu, nó tạo được cái phước nó thành da màu. Chứ người Ấn Độ làm sao da mặt da vàng được, chứ Ấn Độ đen thùi không làm sao da vàng được. Nó pha hết rồi, nó thấy không? Đó, mình phải hiểu. Rồi bây giờ biết đời sau thì ông A Dật Đa không biết vô dòng tộc nào mà nó có biết. Đó, mình phải hiểu vậy. Giờ câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Theo như trong Kinh Pháp Hoa, thì dù là vị Phật nào đến với thế giới này dạy đạo giác ngộ và giải thoát, cho đến sau cùng đều do một long nữ ở tại đất rồng nhận được và cho phổ biến rộng rãi ra, có phải như vậy không thưa bác? Này là tùy theo hoàn cảnh. Bây giờ ông Thích Ca thì nhờ long nữ, rồi mà được kỳ tới này là ông A Dật Đa thợ gì rồi nhờ long nam sao? Hay là nhờ cái gì sao? Bây giờ nhờ cái gì thì phải viết trong cái quyển Pháp Hoa này. Nó sẽ có cái phẩm. Cái phẩm mà truyền cái này đi chính là cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, là nó truyền cái này, thấy không? Thì ông mai mà kỳ tới mà ông A Dật Đa ông đặt cái gì thì trong Kinh Pháp Hoa phải nói cái đó, rồi đi tới cái địa điểm đó, chứ nó không ấn định là ở đây hay là ở kia, nhưng mà tên gì không biết. Nhưng mà lúc đó rồi ông suy nghĩ sao, rồi ông muốn cho đi ra đâu rồi ông cho ra, là vì ông nắm mạch, ông nắp cái đạo này thì ông phải suốt đời. Khi ông mất rồi thì ông phải điều khiển cho đi kết thúc
3.000 năm chứ đâu có gì đâu xa. Từ khi một vị Phật chết cho đến kết thúc là phải 3.000 năm. Mà ông điều khiển được 2.000 mấy trăm năm rồi mới tới rồi, thì rồi còn có mấy trăm năm kết thúc rồi, thấy không? Thì sẽ chuyển qua cái ông Phật khác. Không phải ấn định. Ấn định là do ông muốn nói cái gì thì ông ghi trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó, chứ không có chỗ ngoài là khác được. Bây giờ cái thời này mình biết Long Nữ thôi, chứ mai mốt rồi ông nói chuyện khác làm sao mình biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin phép được đọc câu hỏi khác. Trong càn khôn vũ trụ có hằng hà sa số tam giới. Vậy tam giới có tuổi thọ là bao nhiêu so với số năm ở địa cầu này thưa bác? Tam giới hoàn toàn không tuổi thọ. Duy nhất cái tuổi thọ là do trong cái một tam giới nó có bốn nơi có tuổi thọ thôi. Đông Thắng Thần Châu Ti Ngưu Quá Châu có sáu cái, sáu trái đất nó luân chuyển, nó tạo nhân quả nó mới có tuổi thọ. Cái gì nó tạo nhân quả nó có tuổi thọ. Còn thí dụ cái trái đất mà hành tinh vật tư nó không tuổi thọ, bởi vì nó không có sự sống. Tuổi thọ là gì? Để nó phát ra nhân quả và phát ra sự sống. Còn bên kia mấy cái hành tinh nước nó sống gì? Nó nước là nước, lửa là lửa, tuổi thọ gì, thấy không? Nó là tự nhiên vậy thôi. Duy nhất chỉ có trái đất thì mới có tuổi thọ. Vì thế một tam giới có sáu trái đất, có sáu tuổi thọ. Một tuổi thọ là 10 tỷ năm. Tỷ năm là tại sao nó có tuổi thọ? Tại vì mỗi trái đất á, nó đổ vô một số lượng khí hydro á, cháy 10 tỷ năm hết. Thì trái đất mất giống như mình ở đây. 5 lít máu chạy riết mà hết máu. Cái máu đặt lên thì mình chết. Có vậy thôi. Bởi vì cái khí hydro mà không có đổ vô được cái trái đất, mà đổ lần đầu thôi, lần đầu nó làm ra trái đất, nó phải điều khiển vô cho đủ làm sao sống được 10 tỷ năm trái đất này thôi. Thấy không? Ngoài ra không có nơi nào tuổi thọ, kể cả các cõi trời hoàn toàn không có tuổi thọ. Chỉ có 6 trái đất về tứ đại nè. Thấy không? Cộng thêm một cái điện từ nó gọi là ngũ đại thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Quá trình hình thành một tam giới như thế nào? Có theo tuần tự nào hay không, thưa bác? Hình thành tam giới giống như hình thành trái đất, không gì khó khăn, nhưng mà cái số lượng nó lớn hơn. Giống như anh xây cái nhà, anh có 100 công nhân xây được cái nhà. Anh xây được cái tòa nhà là 10.000 công nhân anh mới xây được. Còn cái tam giới đó, thì bây giờ trong này mà xây dựng một cái tam giới là 4 ông trời tứ thiên dương thôi. Xây điều khiển trong một cái tam giới, trái đất à, hay là các hành tinh, có 4 ông thôi. Còn nếu mà xây kêu mà họ tạo ra một cái tam giới đó, thì nó tất cả các trời tứ thiên dương trong tam thiên đại thiên thế giới phải họp lại. Mỗi ông làm khúc. Ông quay một lực trưởng để chi nó tạo ra. Trước hết là nó phải tạo ra được cái bầu tam giới. Sau đó thì nó mới sắp xếp 5 cái bầu hoàng đạo trong đó. Thấy không? Mình phải hiểu vậy. Tổng lực mà thành lập một tam giới phải là tổng lực. Thấy không? Còn mà nếu mà xây tạo ra một cái hành tinh thì chỉ có 4 ông tứ thiên dương xong rồi. Giống như mình ở đây xây cái chuồng heo là gì? Có 4 ông. Ông xây Nam Bắc cái thôi. Còn xây nguyên cái tòa nhà anh phải rất nhiều. Cũng phải một cái nhà lầu nó khác, một cái tòa nhà nó khác. Đó thì nó tổng lực. Thế là tam giới nó phải tổng lực của tất cả trời tứ thiên dương trong tam thiên đại thiên thế giới một thôi. Để mà sản xuất ra cái tam giới. Hiểu vậy đấy. Chứ không phải đơn giản đâu. Mình tại vì bây giờ thiền tâm ra đời nó chỉ cách là tạo ra trái đất, nhưng mà trong đó nó lớn quá, nó không có dạy cái tạo ra cái tam giới. Nhưng mà trong này có nói, trong cái giáo lý nó có nói một phần thì ta biết, mà cái này ta cũng không đưa vô chi đưa qua nó nhiều quá, nó sợ cái đầu của người ta đó, cái đầu người ta nó loạn đi. Nó đi dựng đọc giáo lý mà sơ nó cũng điên đó. Thành ra ta chỉ nói tới tạo ra một cái hành tinh thôi, cho nó nhỏ thôi. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi tiếp.
39 hành tinh cõi trời và cõi tịnh độ có tuổi thọ là bao nhiêu năm? Ai tạo ra các hành tinh này và cách tạo như thế nào, thưa bác? Tất cả mà tạo cái tam giới rồi đó, thì tổng lực của cái trời tứ thiên dương nó tạo ra từ phần rồi sao nó giao lại có một bốn ông này thôi. Đó, là do cái tổng lực của các trời tứ thiên dương là sau cùng là giao lại cho cái trời tứ thiên dương của cái tam giới này thôi. Ha. Tất cả đều ở trong càn khôn vũ trụ này tam giới lập tạo ra là do tổng lực của trời tứ thiên dương tạo ra chống gì khác hết. Mỗi ông làm khúc rồi mấy ông này quản lý, ông này bắt đầu gìn giữ quản lý, rồi nghe là sản xuất chỉ mấy cái hành tinh trong nội bộ thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi tiếp. Khi pháp môn thiền tông được công bố ra, những ai tu tập theo pháp môn này mới có cơ hội được rơi vào bể tánh thanh tịnh của mình. Thế thì những người dụng công tu thiền tiểu thừa, họ cũng có trạng thái được rơi, không khác gì người tu thiền tông được rơi. Xin bác giải thích cho con rõ chỗ này. Tiểu thừa đó là gọi là cảm nhận, chứ không phải rơi. Cảm nhận thanh tịnh. Rồi nếu mình dụng công đó, thì nó phải phát ra một cái dùng thanh tịnh. Tiểu thừa nó chui vô đó nó sống, thì nó phát thần thông. Vì thế mà cái dùng thanh tịnh đó là cái gì? Ông Phật nói là cái gì? Là cái nơi quá thành, cái dùng quá thành. Cái thành nó ổng quá ra, ổng chui vô cái thành ổng ở thôi, chứ không phải rơi vào bể tánh thanh tịnh. Anh phải đi ra ngoài cái tam giới này, anh mới đi ra cái trung, vô vào trung tâm vận hành. Rồi trung tâm vận hành nó cái gì mà có vật lý âm dương nó trả về hết, rồi nó đẩy ra điện từ dương, nó mới đẩy ra cái tánh Phật và công đức rơi vào trong Phật giới, vào đó rồi mới định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật ở trong đó, thấy không? Cái kết cục sau cùng ra mới thành Phật ở chỗ đó ra. Chứ còn ở đây gọi là mình cảm nhận thôi, mình cảm nhận mình được cái đó. Thì Đức Phật ở đây là gọi là cái thanh tịnh quá thành. Là giống như là cái nhà, cái thành giả. Mình chui vô để cho nó kín mít vậy thôi. Thấy không? Chứ không phải là rơi. Cái này là vô đó rồi cảm nhận, rồi nhào vô đó. Vì thế mà trong cái đoạn mà nói về bốn cấp của A-la-hán, tôi có nói rõ là vấn đề muốn thành A-la-hán phải đi bốn cái giai cấp này, bốn cái công thức này mới vô thành A-la-hán được. Đó. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, người tu thiền tông phải nhập thế mới mau giải thoát, còn tu xuất thế thì không giải thoát được, có phải như vậy không ạ? Cái xuất thế nhập thế là mấy ông vật lý nói, chứ thiền tông làm gì có xuất thế nhập thế. Thiền tông không tu làm gì có chuyện nhập thế. Cô suy nghĩ, thiền tông nó không tu mà làm gì chuyện nhập thế. Có nghĩa là thiền tông anh tu, ta nói cho anh hiểu rõ. Anh làm sao anh tạo công đức anh về. Anh mang cái thân tứ đại này anh phải mặc, anh làm việc có quần áo anh mặc. Còn không có anh ở trụ đi đó. Không có nhập thế xuất thế. Có gia đình, lo gia đình, có tổ quốc, lo vợ lứt, đừng mê tín gì đâu, lo tạo công đức trong sáng về. Không có nhập thế xuất thế gì hết trơn á. Nhập thế xuất thế là cái loại của mấy cái ông tu vật lý ông nói thôi. Ông kêu mà ông tưởng tượng ông nói thì cái làm gì nhập thế. Nhập thế là nhập sao? Giờ còn gì ở đâu mà anh nhập thế? Thấy không? Nếu mà ở chỗ khác đi vô nhập thế là đúng, mà ở đâu mà vô nhập thế? Rồi xuất thế là đi ra ngoài khỏi thế gian, đi đường nào ra? Bởi vì ta không có hiểu rồi ta tưởng tượng vậy thôi, chứ làm gì có chiếc xuất thế nhập thế là người tưởng tượng của thế gian. Thiền tông cái gì cũng bằng sự thật hết, không có xuất nhập gì hết. Có bốn thứ: có gia đình lo tổ đợ, gia đình tổ quốc lo vợ đích, không mê tín gì đâu, có vậy thôi, lo tạo công đức về, đơn giản, không có chức nhập gì từ không? Từ hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Trước đây, trong các buổi giải đáp trước thì bác có nói là các vị tổ sư thiền tông không giải thoát được,
vì các vị này không biết công thức giải thoát mà phải luân hồi theo dòng thiền tông. Vậy khi mạch nguồn thiền tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không còn lưu hành nơi thế giới này nữa, thì các vị tổ sư ấy luân hồi như thế nào, họ sẽ đi về đâu thưa bác? Giờ con phải hiểu thế này nè, tất cả những người theo tông này là Bồ Tát, nhưng mà nó có công đức rỗng chứ không phải không, công đức bị bồ đề lên đến là ở, ta giữ trừ ở trên đó đó. Khi đi theo dòng thiền tông rồi, thì nếu mà người ta mãn số, ta cũng lên trên đó ta ở, chứ ta không đi chỗ khác nha. Lên đó để ta hưởng cái phước của người ta. Mà khi mà bắt đầu dòng thiền tông bắt đầu chuẩn bị công bố ra, thì mấy người này phải xuống đây bắt đầu công bố, mà người ta nói về cái công thức trở về Phật giới, thì mấy ông này phải vô tu, vô cái này này, nhào vô. Ta có công đức sẵn rồi, ta không nói, nhưng mà tu để làm cái gì? Tu để mở con mật chật nhãn để đi thôi. Chứ người ta đã có công đức nhiều rồi, thấy không? Mấy người này có công đức nhiều, phước đức cũng nhiều. Vì thế mà vô đây để chi? Học cái công thức đi ra. Mà làm cái công đức này là gì? Một phần nhỏ để chi? Để ta mở cái Phật nhãn đi ra thôi. Còn cái vấn đề mà ổng vô đây tu, nó thiệt là chùa Tân Diệu, chùa cái nơi mà phổ biến thiền tông, ông không lợi luôn, nó thiệt không? Ông ở nhà ông nghe rồi ông làm theo ý ông thôi. Để được khi đã ông mất thì ông tự động ông đi được, khỏi cần ai dẫn hết. Nói gì tổ là vậy, mình đừng có tưởng là mấy ông tổ theo cái dòng tiền, theo trường thần là có cái nhiệm vụ là giao liên thôi. Mấy ông tổ giống như mấy ông giao liên thôi, ông A đưa ông B đưa ông C vậy thôi, đâu có biết cái gì đâu. Vì thế mà có nhiều người không, họ mấy ông tổ ông hé mà ông không hiểu, ông hiểu cái công thức. Nếu mà bất cứ một Phật ông Phật ông tổ nào mà biết cái công thức này chắc chắn phải nói ra, mà nói ra là cái dòng thuyền bể liền, thấy không, nó phá liền đó. Vì thế mà tất cả những nhiệm vụ này xong rồi thì ông phải giảng sanh trở lại cái nơi mà ông xuất phát á. Ông ở đó ông đợi mấy ngàn năm sau, chỉ có nước tịnh độ mới chứa ông được thôi. Rồi xuống đây, thí dụ bây giờ còn mấy bao nhiêu ngày nữa thì ông mới xuống. Ông mới xuống đây rồi ông sanh làm người, đúng 20 tuổi nó phát triển mạnh rồi ông theo cái này. Ngồi ở nhà học công thức đi về, không có tới chùa luôn. Nó thiệt chứ không phải ấy đâu. Ông không biết cái chùa là cái gì nữa. Đó, vì những cái chuyện này là ông Thích Ca có cái bổn phận phải rước về. Hồi đó mấy ông giúp tôi, thôi tôi phân thân tới tôi dẫn ông về. Có nghĩa là cái thiền tông vừa ra đời thì tất cả những người này đều được trở về Phật giới, vừa chính thần Đức Thích Ca phải rước mấy người này. Thấy không? Ân nhân cũng Thích Ca chứ không nhỏ đâu. Đó, mình phải hiểu cái thế giới này chứ không phải ngồi nó vô chùa Tân Diệu vô chùa Tân Diệu làm ban quản trị, không có cái chuyện đó, không có chuyện đó. Ở nhà tu không lưu vô danh, không biết người ta tu luôn. Bởi vì thời bại văn minh mà bây giờ phổ biến tại chùa Tân Diệu chứ ông Hà Nội không biết hết, ông ngồi một cái máy không biết hết, làm sao không biết hết. Ông chỉ tìm 5-7 người là ông xong ông về rồi thôi, chứ đâu cần gì cái chuyện đó. Ông không có tham là cái Phật lớn nha. Mấy ông này đã có sức rồi, không có tham cái Phật lớn, Phật nhỏ vậy đây. Tôi chỉ biết sẽ về đến là cái số lượng của nó trở thành một vị Phật rồi. Rồi có chuyện mà tạo gì nữa, về bởi ông tính. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ. Con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca diệt nơi thế giới này, còn hơn 7.000 năm sau, Đức Di Lặc Tôn mới thành Phật ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Và hiện nay, Đức Bồ Tát Di Lặc đang tu học ở cõi trời Đâu Xuất Đà, mà tuổi thọ ở cõi trời này cao nhất chỉ có 1.000 năm. Vậy, việc luân hồi của vị Bồ Tát này như thế nào khi đã hết tuổi thọ ở nơi cõi trời Đâu Xuất, thưa bác? Khi mà một vị Phật mới ra đời, chính ông ấy hiện bây giờ là 7.000 năm, 7.000 năm. 300-400 năm sau nó mới tới ông Di Lặc ra đời, chứ không phải nhỏ đâu. Rồi giờ ông ở đâu? Ông trong cái thế giới dục giới là không được. Ông phải ở trong cái nước tịnh độ á. Ông lên trển á. Lên trển ông ở rồi ông canh cái thời gian rồi ông xuống ông làm người. Ông làm người để chi? Để khi nó xong nó nối tiếp cái dòng Phật á. Ông xuống đây rồi bắt đầu không phải là ổng tự làm được, mà phải bên Phật giới điều khiển.
À bây giờ ông phải đi theo cái gì vậy đó rồi mới trở thành Phật. Bởi vì ông xuống đây là sao? Ông xuống đây ông vẫn quên. Bởi vì vô tứ cung người mẹ của ông quên hết. Thì do chư Phật phải giúp đỡ ông cái này. Thì cái ông Thích Ca thành Phật như thế nào thì ông Di Lặc thành Phật như thế đó. Nghe không? Ông Thích Ca cũng lăn lộn. Nhưng mà cái sở dĩ cái đầu tiên tôi không nói là cái gì. Phải tất cả những vị Phật và những bộ vị tổ ở trên cái nước Cực Lạc hết. Vì ta tu phước mà, tu phước, tu công đức ở trên đó hết. Để rồi canh cho khi nào mà tới cái nhiệm vụ mình là mới xuống đây. Xuống đây thì mới luân hồi, lên hồi rồi tạo ra cái phước mới lên trên cõi trời đầu xuất. Rồi sau rồi mới xuống đi. Đâu phải muốn thành Phật chuyện dễ đâu. Muốn trở thành ông Thích Ca không phải chuyện dễ đâu. Từ dòng do tam quốc chứ đâu phải nhỏ đâu. Phải không? Nó mình phải hiểu vậy thì mới hiểu được cái đạo Phật Thiền Tông này cực kỳ khó. Không ai hiểu cái này đâu. Mà tại sao tôi hiểu là tôi may mắn tôi đọc được cái quyển giáo lý rồi những phân tích ở trong đó đó tôi mới hiểu. Chứ tôi cũng mù như mấy ông chứ tôi có giỏi gì hơn đâu. Nhưng mà giống như mình ta gọi là nắm được bí kíp á. Ví dụ họ không hiểu biết nha, nhưng mà không hiểu nắm bí kíp biết hết. Bây giờ không hiểu nắm được cái quyển giáo lý thì bảo đảo xin cái gì cũng biết hết. Vì thế mà tôi nói ai nắm cái quyển giáo lý là toàn giác. Toàn giác là cái gì cũng biết hết. Thấy không? Nó là vậy. Giờ hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Trong thế giới loài người có 4 dòng tộc. Trung ấm thân nào muốn trở lại dòng tộc phải được sự đồng ý của vị trưởng dòng tộc. Vậy vị trưởng dòng tộc này là ai? Hiện họ cư trú ở đâu trong tam giới này, thưa bác? Bây giờ bởi vì đầu tiên á, vô tánh Phật vô đây, ông thần chủ thế giới, ông quản lý thế giới này thì có 4 dòng tộc đen vàng đỏ trắng á. Thì ông gửi cho ông đen, ông trắng, ông vàng vậy đó. Thì đấy, nhưng mà trước khi á, bây giờ rủ mình tạo nghiệp lên trời gì thì xuống phải trả lời tìm cái ông trưởng dòng tộc á. Rồi tôi giờ tôi lên trển, tôi cầu công đức được mà tôi lên trển tôi hưởng xuống quá giờ hết giờ tôi cho tôi làm người, tôi tạo công đức tiếp. Thì ông trưởng dòng tộc đồng ý mới sai thừa hành quản lý tiếp. Nhưng mà nó kẹt hết vô một cái vô tử cung người mẹ không quên hết. Trời đất chịu quên, Phật trời đất chịu quên hết, rồi đi theo cái luân hồi này. Thấy không? Thành ra nhưng mà nếu cái đầu tiên ông vô mà ông chọn dòng tộc đen gọt trắng dòng tộc nào thì giờ ông có luân hồi đi đâu cũng phải trở lại dòng tộc đó. Đó, phải hiểu như vậy. Nó mới hiểu được cái nguyên lý này. Thì bây giờ bởi vậy nếu mà đã tung ấm thân lên cõi trời thì phải xuống đây. Mà kể cái trung ấm thân xuống địa ngục trở lại là người cũng phải hỏi là ổng. Ổng mới phân bổ lại. Nghe không? Chứ đâu phải ấy đâu. Rồi cái ông thánh, ông thần quản lý này là ổng coi trong cái trung ấm thân. Cái tàn thức của ông này này chứa cái gì đó. Rồi bắt đầu mới giao xuống đây. Bắt đầu rồi ổng nói. Hồi đó là ổng nhớ là hồi xưa là mấy ngàn năm trước ổng gieo nhân quả vô cái gia đình này nè, đẩy vô gia đình ở tiếp. Hoặc là đi vô cái họ tộc, hoặc là đi cái bộ tộc. Bây giờ mình mất cái bộ tộc, chứ cái bộ tộc là có nhiều dòng họ. Thí dụ hồi điểm A cái bộ tộc lập ra là gì? Vợ chồng con cái và nguyên cái 4-5 cái họ này ta lập thành cái bộ tộc. Thấy không? Đó, rồi gọi là cái bộ tộc là nhiều họ nó thập lại. Thì chú bác, cô bác, ông bà với nó nhiều cái đó, thành cái bộ tộc. Thấy không? Còn vô cái dòng tộc là nói về 4 cái thôi. Còn cái họ Nguyễn, họ Trần, Đinh là do một họ thôi. Mình phải hiểu cái thế giới này, thế giới nhân quả nó rất công bằng chứ không phải, mà rất kỹ. Mà sở dĩ mình không biết là tại mình không học giáo lý thôi. Chứ học giáo lý mình rành như người ta thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ. Con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Xin bác cho biết hoa ưu đàm có phải là đó hoa mà suốt 90.000 năm qua chưa một lần khoe sắc ở thế giới này, và hoa đó ở thế giới này được gọi là giáo lý đạo Phật có phải không ạ? Ai ấn định là cái hoa ưu đàm là 90 năm chưa được nở? 90.000 năm. Mấy? 90.000 năm ạ. 90.000 năm. Ai? Này ông tưởng tượng. Cái hoa ưu đàm á là bao nhiêu? 10.000 năm mới mở nở một lần thôi.
không phải 90.000 năm, 10.000 năm. Là cái gì? Hoa hậu đàm là cái gì? Hoa là cái bông, phải không? Cái bông sen mình gọi là cái bông sen. Người Bắc ta gọi là hoa sen. Ưu là cái gì? Nhìn được cái bông sen này, cục Phật nhãn mở ra. Ưu việt không? Nhìn cái hoa sen ưu được mở ra. Đàm là cái gì? Đàm là tiếng nói. Nhìn cái hoa sen này mới nói được con đường về Phật giới. Hoa sen gọi là hoa ưu đàm. Ưu là nhận ra được Phật tánh. Đàm là dẫn con ta đi về được Phật giới. Gọi là hoa ưu đàm. Bao nhiêu? Một đời Phật mới ra một lần thôi. Người ta nhìn thấy hoa ưu đàm ta cổ đạo là thấy hoa ưu đàm, hoa sen ngộ đạo từ hoa ưu đàm, hoa ưu việt và đàm, đi đàm là tiếng nói, thì mới dẫn con ta được trở về Phật giới thôi. Chứ không phải 90.000 năm gì đó, 10.000 năm ra một lần, do một vị Phật khai cái này, chứ không có ai khai được hết. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được hỏi câu tiếp theo. Một người theo quy luật nhân duyên, nhân quả ở thế giới này thì sống thọ đến 80 tuổi. Nhưng mà họ mới có được 40 tuổi thôi. Và họ tu thiền tông, đạt được yếu chỉ thiền tông, đạt được bí mật thiền tông và được rơi vào bể tánh thanh tịnh của chính họ. Họ chiếu kiến được ngũ uẩn giai không. Họ cố gắng tạo công đức và tự tịch bỏ sát thân. Thì người này có vi phạm luật nhân quả ở thế giới này không? Và khi mất họ có về được Phật giới không? Người này hoàn toàn không về Phật giới được. Tại vì người ta chưa có hiểu cái thiền tông. Những câu nói, những cái đặt câu hỏi này là sai hoàn toàn. Trên trời này chỉ muốn kiến tánh Phật, duy nhất chỉ có ông Phật trợ giúp thì người ta mới kiến tánh được thôi. Bây giờ ở đây có ai đâu ông Phật kiến tánh. Mà bây giờ ông kiến đây là ông kiến tánh thánh đó. Rồi ông chứng này chứng là chứng thánh đó. Thấy không? Còn không, nếu chứng thánh thì nó phải chứng A-la-hán. Thì làm A-la-hán sao về Phật giới được? Chứng thánh làm sao về Phật? Mà người này hoàn toàn bà là gì vọng tưởng. Tu thiền tông mà đã cấp được yếu chỉ thiền tông hoặc là Phật gia thiền tông rồi mà còn làm cái này là lời tu vọng tưởng. Dính vô mấy ông thánh hết. Ông thánh dẫn mình đi, không có về Phật giới được đâu. Dính thánh một cái là ông thần dẹp. Mày theo thánh, mày chứng rồi, ta cho mày theo thánh đó. Rồi mày muốn xưng Phật, xưng trời, xưng đất gì kệ của mày, tao không biết. Cửa Phật giới đóng lại liền. Thánh dẹp, thần dẹp luôn. Không cần có vụ nhân quả nữa nha. Thí dụ nói 80 tuổi chết mà mày 40 tuổi mày thành thánh rồi, thịt giao mày thánh, tao không quản lý mày nữa, giao cho thánh luôn. Bởi vì hết nhiệm vụ để báo cáo với thần chủ thế giới, báo cáo với thần thừa, với thần phụ tá, nó giờ ông này ông qua thánh rồi, tôi hết quản lý, giờ tôi nghĩ ông cho tôi người khác đi. Nói câu nấy là tại không có hiểu, lạc vô đường thánh. Vì người thê trong kinh Kim Cang nói sao? Thấy có chứng thánh là quần tà, gần tà, cho thấy mình thánh này, thành này thành kia là tà rồi, tà là gì? Là mấy ông cô hồn rồi đó, thấy không? Vì câu nói này, đặt như này, chính cái người này hoàn toàn bị tê liệt về cái đường về Phật giới, không ngút nhích được. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, con đã hết câu hỏi ạ. Dạ, con xin được cảm ơn bác. Rồi, cảm ơn con đặt câu hỏi.